Lệ Quyên gây sốc vì Vô Tư diện áo xuyên thấu, quần short ngắn đi hát ở tuổi 41. Lần đầu tiên, những bộ đầm dạ hội hoành tráng, cầu kỳ đã bị Lệ Quyên dẹp bỏ qua một bên. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ hoàng phòng trà đã khoe loạt ảnh tổng duyệt tại một đêm nhạc. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý chính là phong cách thời trang đầy táo bạo của nữ ca sĩ. Ngay lập tức, bộ trang phục của cô đã trở thành chủ đề được một bộ phận khán giả không ngừng xôn xao bàn tán. Cụ thể, Lệ Quyên đã diện một chiếc áo xuyên thấu mỏng để lộ nội y. Người đẹp còn vui vẻ nói thêm, ái chà chà xem tối qua lên sân khấu nàng thay đổi phong cách thế nào cho phù hợp không khí trẻ trung nhé. Love my body, love my style. Trong loạt hình ảnh trên, dễ dàng nhận thấy cô khá thoải mái trong việc diện trang phục nóng mắt và liên tục tạo dáng đầy gợi cảm. Dù ở tuổi 41 nhưng Lệ Quyên sở hữu thân hình nuột nà cùng vẻ trẻ trung, xinh đẹp hết nấc nên cô khá tự tin lên đồ ở đủ mọi phong cách quyến rũ. Thế nhưng, vẫn không ít người khó chịu và phản ứng khi cô ăn diện quá bạo. Ở dưới phần bình luận bài viết của Lệ Quyên, cư dân mạng đã có luồng ý kiến trái chiều về bộ trang phục nữ ca sĩ lựa chọn để đi tổng duyệt. Đa số không ngừng cổ vũ và ủng hộ người đẹp tự tin khoe cá tính trong phong cách thời trang. Bên còn lại ra sức phản đối và cho rằng cô ăn diện quá phản cảm. Phong cách thời trang đời thường của Lệ Quyên có thể không hợp mắt nhiều người, nhưng mỗi khi cầm mic và biểu diễn trên sân khấu, gần như không ai có thể chê Lệ Quyên cả về giọng hát và trang phục. Khi đi diễn, nữ hoàng phòng trà đều ưu tiên lựa chọn những bộ cánh đính viết cầu kỳ hay ôm sát để khoe vóc dáng. Có thể nói, đó là sự cộng hưởng hài hòa cho những màn trình diễn mang hơi thở phương Tây cổ điển, nhạc xưa hay những bản ballad lụi tim của nữ ca sĩ. Ở tuổi 41, Lệ Quyên vẫn trẻ trung, xinh đẹp và có quyền tự hào về điều đó. Những bộ cánh đính kết cầu kỳ hay ôm sát để khoe vóc dáng luôn là sự cộng hưởng, hài hòa cho những màn trình diễn của Lệ Quyên và tôn lên khí chất kiêu kỳ của cô.